Nay là kể chuyện khách hàng tiếp nhé. Có bé này thì mới học cấp 3 thì lên đại học thì muốn giảm cân thì cũng nhờ người quen có họ có kết quả rồi thì họ giới thiệu qua nên gia đình cũng tin tưởng. Thì bé này cao nha, tới 1m70 nhưng mà nặng tới 90 kg. Thì sau khi tư vấn xong cho gia đình rồi ấy, thì mẹ của bé có bảo rằng là để đi Nha Trang xong rồi ấy, thì sẽ về giảm. Nhưng mà không chừng là sau khi đi Nha Trang xong ấy mà giảm mà lên thêm tới 3 kg nữa. Và bạn này ấy, thì lúc đầu thì mình cũng không tin tưởng lắm đâu. Bởi vì là các bé độ tuổi này thì rất là thích uống trà sữa này, ăn xiên que này, thì những cái món đó thì rất là khó để giảm. Tuy nhiên là không chừng là bạn ấy nghiêm túc lắm, bạn ăn uống cực kỳ nghiêm túc luôn. Mình ngạc nhiên với sự nghiêm túc của bạn ấy. Có một hôm mình có đi qua nhà bạn ấy vào đúng cái giờ bạn đang ăn trưa, ôi mình nhìn thấy là bạn ăn mà đưa một cái chế độ ăn như thế nào là bạn ấy hướng ăn y chang như hướng dẫn luôn, không sai một tí gì hết trơn ấy. Và kết quả nó cũng khá là xứng đáng nhá. Sau khoảng tầm độ 6 tháng thì bạn xuống được 20 kg, và kết hợp với cái chế độ vận động nó hợp lý nữa. Thì khi mình tin được khách hàng ấy, có cái niềm tin ở khách hàng ấy, thì họ cũng sẽ làm được tốt hơn.